Hello, xin chào đại gia đình. Bình Huỳnh là người ngồi khơi cái hộp sâm. Sâm này là Bình Huỳnh bán nè, đem về về Mỹ đem về đây bán. Nhưng mà hôm nay Bình Huỳnh trước khi Bình Huỳnh lên Sài Gòn, Để xin chị ha. trước khi Bình Huỳnh lên Sài Gòn đó thì đây giới thiệu ba con. Đây là bà cô là em của cha đó. Nhưng mà bây giờ mẹ mình thì thường thường là liên tục uống mấy cái sâm này nè, sâm mà Bình Huỳnh đem nhập từ Hàn Quốc qua Mỹ, rồi bây giờ Mỹ đó bắt đầu Bình Huỳnh mới đem về đây. Rồi con có gì trước khi con đi á, con tặng cho cô hai hũ ha, hai hũ để cô để dành cô uống. Cô cảm ơn vợ chồng con, cô như gửi lời thăm Phượng đồ luôn, đi Sẵn qua chúc đây cho mạnh khỏe. sẵn nghiệp mình lên đây á, Dạ. anh gửi nghiệp hũ để tặng cho Cho bà ngồi ạ. ngoài ha. Dạ em cảm ơn nha. Còn hũ này á thì để là cho mẹ, mẹ còn nhiều nhưng mà để cho mẹ hũ này ha. Thì đó, Mỗi lần cô là uống á con, chứ à. mỗi lần cô uống có cái muỗng này nè, không À. chừng là tầm khoảng 2 muỗng này nè. Cái cô là làm ly nước có mắm, thấy không, làm nước có mắm cô uống. Cũng như mấy cái loại sâm trước con cho cô vậy đó, Đúng rồi. nhưng mà mỗi sao loại sâm nó khác. Cái loại sâm này cô thấy không, nó giống như cái kẹo Bạch Nha vậy đó. À, con đi xong. Đó, bây giờ đó Ủa, rửa cho thầm chế nước rồi hả? Chế nước chén nha. nước À, cô mà múc lấy là cái ly. múc một muỗng đầy vậy nè. Cái cô chế được cái ly vừa vừa thôi, Cái máy uống mũ thử ly là ha, một mũ. uống thử ly nha. Một mũ là chút chút ra hả? Dạ, Em lấy nước cho. lấy nước ra. Tốt cho sức khỏe lắm, Đúng rồi, ăn được ngủ được, thấy mẹ không? không phải ra Chín mười mấy tuổi rồi đó, 90 tuổi rồi đó. ít lót rồi chứ có Dạ, chuyện lấy cái ly để em Nghiệp ơi. Nước hấp ấm không em? nước ấm à, Nước ấm nước á. sôi rồi À, nấu lại cho ấm ấm vậy. đúng rồi. Đây ai trồng gọi Tốt lắm. Cô hôm nay vừa thôi 75. 75 à? 75 cô còn khỏe không? Yeah. Cô cứ bồi bổ với cái này vô là cô thôi chứ. Qua 100 luôn, thấy không chứ nè? Cũng hết rồi. Dễ uống đi cho tao. Dạ. Vào chứ. Cũng hết cho một cái Có luôn. lấy tăng trăm không bạn ạ? Không, cái này là nó ai mà bị máu cao rồi uống rất là tốt, không có ảnh hưởng tới tăng sông. Mẹ uống ly không? Ok. Đúng không? Một. Ok, để ra mẹ ly luôn. Như Ok. Đáng ghê. không không nóng Để đâu, uống đi. cũng vừa. Đang ngon không? Nhất. Đó, cô làm y vậy đó cô chính hả? Về cứ mỗi ngày cô uống, sáng dậy ăn uống chưa ăn uống cũng được, nhưng mà nếu mà ăn xong rồi đó cô làm ly cho nó khỏe, khỏe cả ngày, tối mình ăn được mình ngủ được. Là có uống gà vai vai bổ Cô uống ngày muỗng cũng được, 2 muỗng cũng được, bổ để dành chứ. không đừng có tiếc. Cô uống hết đi, hết rồi con gửi cho cô thấy sức khỏe là vàng mà con. Ủa, à, chớ đây. Dạ. Nếu các bạn mà có nhu cầu gọi cho Bình Huỳnh, gọi cho cô Sáu đó, số điện thoại Bình Huỳnh sẽ để lên màn hình. Là đây là cao ly sâm các bạn, uống rất là tốt cho sức khỏe, ăn được ngủ Cô được, ly từ sâm lớn đây tuổi. là uống vô là người cũng khỏe mà hồng hào lên, Đúng rồi. tự nhiên cái da rồi cái trán trẻo lên, mà Dạ. bởi tôi hiền hầu nó bỏ uống đó. Ôi trời ơi, bỏ Hồi uống xưa mà ai mà khá giả nó uống được mấy cái này, dễ chi. cho nên bây giờ đó đại trà, cho nên ai cũng đều uống được hết. Ngày Đúng xưa chỉ rồi. có những người giàu có vua chúa Chứ rồi. ra Người uống thì bây giờ trước tôi thấy là rồi ai có tiền cũng đều uống được hết. Dạ. thì chỗ có uống được chút xanh. Xin mời cả nhà Xin mời đại gia đình. ăn cơm cùng ba anh em mình. Sáng giờ anh em ăn chay rồi, bây giờ bắt đầu cái anh em ăn ăn mặn Bây giờ ngã mặn đi. Ăn thịt thà miết thì cũng ngán các bạn. Ngán quá.
Ủa mình tưởng hai đứa về đâu chứ. Anh đi vô mộ cha. Giấc ngủ bị lồng bồng biết không? Ừ, anh hợp quá. Nhưng chưa có ổn định á. Nhưng mà nắng thiệt cái chứ. Nắng anh không chịu nổi luôn. Đúng không? Dạ. Không biết chưa tới cái năm nào nắng. Chưa hầu. Cái này biết sao, bình thường nó có năm á. Năm thì đang vừa Tết khoảng tháng Giêng là bắt đầu trời đang vừa Tết, anh nhớ ra Tết rằm bắt đầu là gió. Gió tới hết cái tháng Giêng là bắt đầu nó ngưng. Bây giờ qua tháng 2 rồi đây, hết tháng 2 là còn gió không biết. Không biết. Năm nhớ chị năm chưa? Nhớ chưa? Nói cho vợ chồng mà đi dân nhớ được năm ha. Nhớ chưa em? Nhớ nhà nữa. Nhớ đủ thứ. Nhớ Mỹ. Nhớ xu, nhớ xu. Dạ. Dạ. Dạ mẹ. Ăn cơm mẹ ơi. Ăn cơm, mẹ ăn cơm chưa? Ăn rồi mẹ, ăn rồi, nãy mẹ rủ em còn ngon. Mới uống xong nữa mà. Mẹ mình 90 vậy là quá quý rồi, không biết mình được gấp được quá không? Đi được đâu. Dạ. Như cơm mà cũng còn hơi bị súng sống không? Mà có bị cảm giác đâu? Không có, không có không? Hơi khô khô thì có hả? Khô hả? Hơi khô nhưng mà để đi là được. Dạ. Không biết bao nhiêu cho đủ nhưng mà sống anh thấy vừa vừa thôi, cho sống già quá cũng cực. Dạ, đúng rồi, dạ. Em thấy mấy đứa bạn của em biết không, gia đình nào có hoàn cảnh nó giống nhau. Bạn bè bên kia cũng vậy, 6-7 anh em như mình vậy đó mà. Gia đình họ cũng thành công lắm. Hoàng bác sĩ kỹ sư được không. Cuối cùng cha mẹ già lại cũng nằm mình thì đó thì không có ai đi tới rồi anh em chia nhau ra đi tới thăm tới lo. Rồi cũng khó khăn anh ba biết không? Em có đứa bạn đó ở gần già, nhiều lúc cũng tâm sự mà. Nó cũng than phần trách hờn, thấy không? Nói cuộc đời ai cũng có hoàn cảnh nói âm riêng hết trơn, không có gia đình nào giống gia đình nào. Như mẹ mình là hạnh phúc nhất. Cuộc đời mình nghĩ thì ngắn nó cũng không gọi là ngắn. Mà dài nó cũng không phải dài, mà sao mà nó thâm trầm ghê bà. Ai nhìn vô cũng nó giàu quá, sướng quá, cái thực tế nó thâm trầm giả hay đó là buồn đó. Thâm trầm lắm. Dạ. Sống thì tiền, tiền cho nhiều thì đó cũng là một cái yếu tố. Dạ. Một cái yếu tố để cho nó đóng góp cho cuộc sống của mình nó suôn sẻ chút. Dạ. Ví dụ như mình có tiền thì có thể là mình ăn uống hoặc là mình sinh hoạt trong cái đời sống thì thoải mái hơn chút, thấy không? Nhưng mà không bao nhiêu đủ mà. Nhưng mà cái điều mà nó gọi là thoải mái, nó cũng là một cái điều mà coi như là do cái tâm tưởng của mình nó rất lớn ở trong cái vấn đề này. Ví dụ như cái niềm vui và cái hạnh phúc đó, đôi khi là nó không phải là tiền. Đó là những cái thứ khác. Đúng rồi. Những cái thứ khác thì coi như là đâu khi những người mà có tiền nhiều là họ không có điều đó. Đúng rồi. Dạ. À, họ không có điều đó thì họ thèm khác những cái điều khác. Họ thấy cái điều là họ muốn là mình được như vậy. Dạ. Nhưng mà họ không được bởi vì tiền nó không mua được cái điều đó. Đứng núi này trong núi kia. Đó đó. Ở vậy. Nó mơ mơ hồ hồ trong cái vấn đề sướng hay trong cái cuộc sống này mơ mơ hồ hồ. Vậy nên nhiều lúc em á, em rất là cực. Nhưng mà em ngồi em quán tưởng là em rất là hạnh phúc ở cái điểm là mình cảm thấy mình
Như vậy là mình giống như là mình hài lòng với bản thân. Em lấy cái quạt xuống chút xíu ha, thì cái tiếng quạt nó làm cho cái bị âm thanh nó sẽ bị ồn đi. Nó bị ủng cái video. Rồi cái mình cảm thấy mình vui. Chứ còn giờ mình tự làm vui trong cái nỗi vui của mình chứ không có ai làm vui mình được. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái vui gì mới là quan trọng. Em hiểu không? Cái vui gì của cuộc sống nó lành mạnh. Thấy không? Đúng rồi, nó lành mạnh đó, đó đúng rồi. Cái vui gì đó cái hậu quả của nó tốt. Dạ. Thế còn những cái niềm vui mà nó đưa đến những cái điều mà coi như là bất hạnh rất là lớn trong cuộc sống này, nhiều lắm. Thấy không? Là những người mà có trí mà còn những người có trí họ chọn cái niềm vui. Đúng rồi. Yeah. Họ chọn cái niềm vui. Vui trong cái niềm vui nó nhẹ nhàng. Dạ đúng rồi. Cái niềm vui mà coi như là cái hạnh phúc này nó kéo dài và coi như cái niềm vui này nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, nó không ảnh hưởng tới người xung quanh gì đó, vân vân. Thấy không? Dạ. Nên cái niềm vui đó nó khó. Nó khó. Còn cái niềm vui chung của mình thì mình cầu cho sức khỏe được tốt, thấy không? Cuộc sống là coi như là con cái rồi đầy đọ đều là coi như là suôn sẻ trong cái cuộc sống bình thường. Với lại ở trong cuộc đời này có những cái nó kéo tới cho mình ập tới bất ngờ những cái buồn. Nhưng mà mình cảm thấy mình điều tiết được cái buồn và cái vui của mình. Ôi ngày qua tao vui rồi, thôi hôm nay buồn chút này cũng không sao. Mình nó cũng đỡ hơn cái diễn viên. Nhưng mà ai mà có cái bản tính mà cứ buồn vui tới thì vui như hội, rồi buồn tới ngồi ầu sầu. Phước thì nó bất đồng lai. Dạ. Mà quạ thì nó tới nhiều hơn. Nhìn trên video 15 hay 20 phút thì cứ nghĩ là phước không. Nhưng ai cũng có phước, trong cái phước đều có quả hết. Phước nhưng quan trọng cái quả nó tới để mình tiếp nhận nó ra sao nữa. Cái đó mới là cái quan trọng, anh Ba công nhận không? Mình nói thì đâm ra giống như một cái lý thuyết, nhưng mà em nghĩ là như vậy. Nó phải như vậy. Nó phải như vậy. Nó buộc như vậy. Nó buộc cái khả năng của nó gọi là chống đỡ của mình như thế nào. Dạ. Phải không? Dạ. Ví dụ như em đi ra đường thì coi như là gặp gió lạnh hay là trời nóng. Dạ. Thì coi như cái khả năng của cái thân của mình, của cơ thể của mình nó chống chọi như thế nào. Yeah. Ví dụ như cái sức mạnh của cơ thể của mình ok thì coi như là những cái đó có chuyện đơn giản nhau. Còn ví dụ như cơ thể mình sức khỏe yếu thì cái chuyện đó trở thành chuyện lớn. Yeah. Yeah. Mà trở thành cái chuyện lớn thì mình đi ra thì mình bằng thêm cái áo. Yeah. Phải không? Hay là đổi cái đó là mình biết điều tiết đó. Đó là mình biết điều tiết. Yeah. Phải không? Yeah. Mình lường được những cái sự cố đó nó xảy ra đối với cái cơ thể của mình. Phải không? Đối với sức khỏe của mình. Còn nào này mình không lường với đang mình đi ra liều ra cạp vậy đó, cuối cùng mình lãnh những cái hậu quả. Hậu quả có thể chết luôn á nhá. Đó. Dạ. Đây là anh Ba nói là cái chuyện mà coi như là tại sao mà sống phải có suy nghĩ. Dạ. Yeah. Phải không? Phải có những cái tính toán, người ta nói là coi như là không lo xa ắt cực gặp. Đúng rồi. Phải không? Dạ. Yeah. Nên cái điều này tức là con người mới biết lo xa, trong bản không biết lo xa. Đúng rồi. Phải không? Người nó có cái trí. Phải không? Dạ. Yeah. Như vậy mình lo xa tức là lo như thế nào? Phải không? Dạ. Yeah. Vừa lo cho thể xác, vừa lo cho tinh thần. Phải không? Dạ. Yeah. Vừa lo cho con những gia đình. Cái suy nghĩ. Phải có trí tuệ để mà coi như là đón nhận tất cả những cái điều mà coi như là rủi ro nó xảy ra cuộc sống. Ví dụ như bỗng nhiên mình phát hiện mình có một cái căn bệnh nguy hiểm thì khi mà coi như là mới nghe thì coi như là mình sẵn rồi, coi như là cái bản năng của sống đó là cái tâm thần của mình nó làm suy sụp, nó làm cho cái tâm lý của mình bất an. Người đó suy sụp liền. Nếu mà mình tiếp tục vào trong cái suy sụp này với những cái suy nghĩ rồi bắt đầu mình mới đi cầu nghĩ như cái đau khổ lên là coi như băng 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 mình chạy đấm chạy tay thì gì đó không phải biết không hoặc là mình cố gắng mà coi như trốn thoát cái bệnh này biết không cái điều đó không thể được khi mình có cái suy nghĩ, khi mình có cái trí biết không, mình biết rằng cái cuộc sống này bệnh là điều tất yếu phải xảy ra phải không, sinh lão bệnh tử mà đó cái điều tất yếu rồi phải không, như vậy cái bệnh này nó sẽ đến với mình và đồng thời nó có thể đem cái thân mạng mình đi hoặc là có thể nó đi nó để cái thân mạng mình lại phải không nên cái điều đó là cái điều chắc chắn, mà khi cái điều chắc chắn xảy ra rồi thì anh không thể nào mà nói chuyện đón được tại đón đi đâu được phải không, nên phải đón nhận đón nhận một cách bình an đón nhận tức là mình còn lúc nào thì mình sống trong cái tinh thần khỏe, sống trong hạnh phúc của nó, phải không? Tức mà bởi vì cái mình chấp nhận nó đó, mình làm rối lên thì nó cũng không giải quyết được cái vấn đề. Rối lên thì chồng con với gia đình nó mọi người xung quanh đau khổ thêm, và chính bản thân của mình cũng đau khổ thêm. Đó. Cho nên khi mà cái gì nó đến với mình rồi mình phải chấp nhận nó. Mình chấp nhận thôi, phải không? Thì khi mà chấp nhận nó thì mình phải chấp nhận mình làm một cái gì đó. Ví dụ như là bình an, nhẹ nhàng là cuộc sống. Hay là ví dụ như mà
ai có đạo Phật đó thì mình hướng Phật, ai đạo công giáo thì mình hướng theo đạo Chúa, thấy không? Mình sống cho nó bình an, để cho mình đi ra đi cho nó thông thả. Mình cứ yêu đời, mình cứ từng giờ phút từng giây mà khi mà mình còn được hơi thở trên cái cuộc đời này đó, thì mình cũng phải yêu đó, mình phải quý trọng đó. Còn cái chuyện ra đi thì cái chuyện nó bất thường, tất nhiên là mình phải không thể chạy ai đến rồi cũng phải đi. Không biết đi giờ nào, bởi vì có đấy có đi, phải không? Có đấy có đi. Lâu mấy anh em ngồi mình chia sẻ tâm sự những cái câu chuyện trong cuộc đời, triết lý trong cuộc sống nó là như vậy đó các bạn. Hầu như đời sống thì chung, nên tất cả mấy tỷ dân này trên hành tinh này ai cũng có một cái cuộc sống nó giống nhau, vui buồn đau khổ hạnh phúc ha. Bởi nên nghe người ta nói câu không ai giàu quá họ, cũng chẳng có ai khó ba đời. Cái điều đó là tất nhiên rồi. Bởi vì cái điều đó là cái kinh nghiệm sống của mấy tỷ năm này, đã cái cuộc sống của loài người. Bây giờ người ta đã cô đọng được thành những cái như đó là những cái chân lý. Đây là như là mình thắng không nên nhiều lúc mình cũng sống làm sao cho mình sống mình cảm thông và mình có một cái tầm nhìn nó có một chiều sâu chút xíu. Ví dụ như khi mà mình hạnh phúc, thấy không? Mình may mắn cái gia đình của mình hạnh phúc đi, rồi con cái làm ăn phát đạt, mình làm ăn phát đạt, cái mình cảm thấy mình tự hào, rồi cái mình coi thường những cái người xung quanh thất bại hơn mình, là những người làm yếu đuối hơn mình, cái đó là cái dở nhất, cái đó là nguy hiểm nhất. Mình phải đáng thương họ, mà thương họ nhiều hơn, là mình phải thương họ nhiều hơn, bởi vì mình cảm thấy mình có may mắn như vậy đó mà, thì mình nếu mà mình chia sẻ được cho những cái hoàn cảnh đó thì mình đã chia sẻ. Còn nếu mình chia sẻ không được thì mình phải đáng quý trọng, trân trọng họ. Đúng rồi. Cái đôi khi cái vấn đề nó gọi là cái sở hữu. Cái sở hữu, khi mà người sở hữu càng nhiều, biết không? Thì coi như là họ cảm thấy họ vui, họ hạnh phúc. Biết không? Và họ không muốn chia sẻ với ai. Họ muốn hạnh phúc một mình họ vậy. Nhưng mà cái điều mà coi như là nếu mà họ nhìn thấy được, họ nhìn thấy được tức là vấn đề chia sẻ. Thì khi mà họ chia sẻ, cái hành động chia sẻ, họ sẽ hạnh phúc hơn. Biết không? Nhưng mà cái việc này người ta chưa làm. Người ta chưa làm lần nào. Bởi vì cái bản chất là thủ. Bản chất là giữ. Sợ mất rồi coi như là sợ coi như là bị hao tài, coi như là tốn của. Phải không? Nên người ta giữ. Bỏ vô cái sách giữ, bỏ vô nhà băng giữ. Phải không? Đào cái lỗ dưới đất trong xuống một cái giữ. Phải không? Như vậy cái điều mà của nhà họ làm như vậy, họ thấy là cái tâm lý của họ yên tâm, họ ngủ yên. Cái còn ném mà gần là, chết rồi cũng giữ là chết rồi cũng giữ cái đó gần chết rồi coi như ú ớ rồi coi như keo công là chỉ ú ớ là coi như là dưới góc giường rồi đó đó, biết không? Tại nhiều lúc chết bất đắc kỳ tử cũng quay chỉ con cháu không biết cái của cái nằm ở đâu là đó đó rồi coi như là không biết nữa đó đi về đâu, biết không? Đây nhá, ví dụ giờ sống người hiểu biết một chút. Tức là sống với tha nhân một chút, trải cái lòng ra một chút, thì niềm hạnh phúc nó lại lan tỏa. Mà cái điều đó là mình hưởng nghe, mình hưởng phước thì phước của mình hưởng, tức là cho ra, tức là lấy vào. Mình cho cái đó ra là mình lấy cái niềm vui vào, mình tạo cái duyên của mình cho mình rất là lớn. Tức là khi đó mình hạnh phúc, mình trí tuệ của mình nó mở được. Mà cái điều này đó coi như là mọi người là không dám làm, biết không? Nó không dám làm, cứ bo bo, cứ khừ. Coi cái tôi của mình lớn, đó. Coi cái ta của mình lớn. Đây là Nguyễn Du cứ nói người câu thơ là khư khư mình lại buộc mình vào trong. Cứ khừ như vậy, thấy không? Đó như anh thấy cái đơn giản là như Nghiệp cũng thấy vậy đó. Ví dụ từng tuổi của Nghiệp năm nay nhiêu ta? Em năm mấy à? Năm mươi mấy tuổi đời, đời biết bao nhiêu trong gai ha. Cực khổ, lăn lộn, anh cũng vậy thôi. Rồi trước mắt của mình tặng thấy trong cái xã hội này nó rất là phi thường. Cho nên ví dụ như là anh thấy những người họ có chức, có quyền, thậm chí là đến với những cái chức gọi là thủ tướng luôn đi. Anh bà thấy chưa? Nhưng mà trong cái nhiệm kỳ của anh thì cùng lắm là anh năm đập thôi à. Cho nên khi mà anh làm, ví dụ khi mà anh đã lên một cái chức cao trọng vọng, bất cứ một cái chức vị gì như vậy đó, thì mình phải đem những cái điều mà những cái mà coi như là trí tuệ của mình để mình phục vụ, mình cung phụng cho xã hội, mình giúp người. Anh hiểu anh nói với cương vị một cái chức vụ lớn đó, thì mình tập trung hết để mình giúp đời, giúp đạo, giúp. Cho nên sau khi mà anh đã hết cái nhiệm kỳ đó rồi đó, anh cảm thấy anh tạo phước và đồng thời ba tánh quý trọng anh, mến trọng mình lắm.
Chứ khi mà người dân có một cái chức quyền đó ha, ôi là nhất rồi này kia nọ, đi tới đâu có xe đưa người đón, về hàng xóm láng giềng không coi ai ra gì, anh thấy không? Rồi cái cuối cùng khi anh về giường rồi đó, thì lúc đó cũng chẳng có ai coi anh ra gì hết. Rồi lúc đó anh cũng lủi thủi anh ngồi mình anh. Cho nên mình phải cố gắng giấy suy nghĩ ba cái chuyện đó. Dùng cái danh từ là câu về giường, giường là cỏ, về không cỏ. Thậm chí mời đám giữa người ta không, không mời luôn. Thấy mời thôi nơi đầy tháng cái đó không mời được. Bởi vậy cái đó anh tạo nghiệp mà họ trả liền, anh trả liền lúc anh còn sống nha. Đấy, không phải mà anh chờ chết rồi anh mới bị trả đâu đó. Cái phước đó nhưng mà gọi là phước trung hữu họa. Cái phước nó nằm trong cái họa. Nó nằm kề sắc rạc chứ sao. Nếu mà nó xê dịch chút xíu thì nó chỉ cặp cái đường dây lỡ qua đó, bên kia. Hai con đường như vậy là thiên đường và địa ngục hai bên. Mình đi cho nó cân bằng thì mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Cố gắng mà những bậc vĩ nhân của nhân loại, ví dụ như là Phật hay là Chúa Giê-xu, nhưng Phật cũng lấy là cái bố thí, bố thí làm cái tiêu chí đầu tiên của người, tức là cái đời sống vô ngã. Đời sống vô ngã tức là từ cái bố thí là bước thanh, cái bước thang để đi tới cái vô ngã. Và Chúa cũng nói như vậy. Chúa đó cho ra tức là lấy vào. Như vậy mình thấy rằng tại sao những cái bậc vĩ nhân đang họ ra đời để họ nhắn nhủ đến con người, đến đời sống con người, phải không? Những cái lời kinh đó trở thành những lời kinh, những cái lời này thì trở thành những lời kinh, những cái câu kinh như vậy để đi vào làm người, và con người phải lấy đó làm cái kim chỉ nam để mà sống, và cái mục tiêu để mà sống, mục tiêu để mà sống. Mình sống cái này tức là sống cái hạnh phúc. Nhưng mà nó rất khó sống, bởi vì thật sự đó con người mình tức là cái ngã của mình đó nó lớn lắm. Đó cái luôn là coi như là muốn chiếm hữu không à, không muốn cho ra, tham đó, thấy không? Nhà Phật gọi là tham sân si, tham sân si, thấy không? Không muốn cho ra cho vô rồi. Chính những cái điều này mà con người khổ, con người giấu chiến tranh, tai họa trong cuộc sống và địa ngục chính là đây. Hơn thua dần dần. Nếu mà mở lòng được một chút, thông cảm một chút, yêu thương một chút, hạnh phúc lắm, phải không? Thì thôi chứ hạnh phúc biết gì. Anh ba ví dụ như là cái con người của người á, khi mà coi như là gặp nhau, phải không? Tay bắt mặt mừng, phải không? Trong những cái tình cảm chân thực, nó khác với lại những cái tay bắt mặt mừng mà ở phía sau đó là có mưu đồ. Nó khác, em hiểu không? Đây là cái chuyện đại diện đưa tới ngộ nhận. Tức là con người đó có một cái ý đồ gì đó, phải không? Tay bắt mật mừng với ông này ở phía sau là coi như là muốn là coi như là đem những cái thủ đoạn để chiếm đoạt của nhân để những tài sản của người khác để mà mình là đem về cho mình. Gặp một cái vị quan này coi như là muốn là coi như là gặp ngài để mà mình được tiến thăng, phải không? Vân vân. Nên cái cuộc sống xã hội đi chính ra đây là cái hoạt động. Cái hoạt cảnh của cuộc đời, bản chất của nó là như vậy, phải không? Mà chiều lúc chính mình tạo nghiệp mình không biết được thì đó, cái đó mà mình đang tạo á, đang tạo nghiệp. Cái nghiệp đó, phải không? Mình đang tạo cái khổ cho mình, mà mình tưởng là mình bước cái chân lược lên đó rồi, bởi vì khi mà anh đã có cái tâm ý đó, phải không? Là anh mang ở trong cái lòng của anh một cái điều xấu, một cái điều xấu, một điều xấu đã nảy lên trong cái suy nghĩ, trong cái tâm của mình, thì cái điều xấu này nó sẽ dẫn tới cái điều tốt được sao? Đương nhiên cái điều xấu nó sẽ sinh ra cái điều xấu tiếp tục. Em thấy chưa? Khi mà em được vô cái ghế đó ngồi rồi, biết không? Thì bắt đầu em lật ngược lại vấn đề. Rồi em tiếp tục là coi như là em nhận những cái với những người xấu, phải không? Sẽ đi theo cái chân em đó, sẽ là coi như là em sẽ dẫn dắt người ta đi theo. Như vậy chính đó là những cái điều mà coi như là khống quẩn của cuộc sống, và coi như là nó đưa xã hội đến cái chỗ mà coi như là bắn loạn, đến cái chỗ mà coi như là khổ đau. Con người đây đi tù tội, con người kia thì ra đứng tự nhiên con người nó mất lòng tin với nhau. Ở trong đó nó có chữ phước nữa, có chữ họa. Có nhiều gia đình sinh con ra có đứa mà cưng như trứng húng như hoa mà nó hư mất tiêu. Rồi có nhiều người thì sinh ra cả bầy con mà bỏ lăn bỏ lóc nhưng mà người ta vẫn trưởng thành. Nên người cái đó trong đó nó có một cái phước rất là lớn, nó mới tạo được cái con người như vậy. Từ tiền kiếp để lại. Như em nhiều lúc có nhiều bốn đứa con trai, cái ai nó trời thím tám có phước quá dạy con ngoan không? Em cũng có hay. Em mình nói là em không có hay ho gì, nhưng mà chắc có lẽ là cái này cái phước anh bố anh năm nhận không? Phước tích lũy từ ông bà để lại. Rồi mình phải tiếp tục mình
mình phải giữ những cái truyền thống đó, cái phước báo đó, mình tiếp tục mình làm phước. Cái nhà Phật mình họ nói như thế này này, cái chiêu cảm nghiệp báo, cái chiêu cảm. Ví dụ như là trong cái tâm của em, biết không? Nó gọi là trong cái từ trường của tâm của mình, nó sẽ chiêu cảm những cái loại năng lượng đó đến với mình. Ví dụ như là cái năng lượng, cái từ trường của mình xấu, năng lượng của mình xấu, thì nó sẽ chiêu cảm những cái năng lượng xấu tới. Còn nếu mà em tốt thì những cái từ trường đó sẽ tốt, sẽ trong sáng trong sạch. Đấy, cái điều này thì coi như là mình không có thể giải thích được. Anh nói tại sao mà coi như là người đó là họ sống là cuộc đời của họ nó khốn khổ như vậy đó, mà là nghèo khổ như vậy, là sao đẻ ra những đứa con mà coi như là nó lại thành công thành danh, phải không? Nó lại hiền ngoan vân 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 vân. Cái này nó không có một công thức nào hết. Nhà Phật mình nói là coi như là cái nhân quả, thấy không? Không tìm mà gặp. Không tìm mà gặp. Nhân quả nó khó chứ, nó rõ ràng. Thì khi mà cái nhân quả này nó đã hình thành rồi, thì coi như là nó sẽ hiện ra, nó hiển bài. Đây là cái điều mà coi như là cả Chúa và cả Phật đều dạy mình hết cho chúng ta, thấy không? Khi anh cho tay phải đừng cho tay trái biết, Chúa nói như vậy. Tức là tại sao cho tay phải đừng cho tay trái biết? Bởi vì khi anh cho tay phải mà anh nói là tôi cho anh đây nghe, anh phải nhớ nghe. Mai mốt rồi coi như là mình muốn được hưởng, mình hưởng, mình đó mình tham, như là mình đầu tư vậy, mình đầu tư, phải không? Cho nên là coi như mình đừng cho tay trái biết, là đừng cho cái ý tưởng của mình là nghĩ rằng mình đừng có nghĩ rằng mình sẽ nhận được cái điều này. Cho đi không suy nghĩ. Cho nên cái cách bố thí á, với lại cái cách cúng dường á, ví dụ như là có nhiều người á, có tiền của rất là nhiều, nhưng người ta chỉ có mang tới chùa, người ta cúng dường không à? Hiểu không? Cái mà tới chùa này cũng vừa để người ta lấy phước bao lớn. Tại vì người ta nhiều lúc người ta cũng không biết. Mà tại sao những người xung quanh người ta cũng muốn cần cúng dường, tại sao mình không cúng cho những người xung quanh? Anh hiểu không nói? Là cái cách phóng sanh cũng vậy. Cái cách phóng sanh, phóng là cũng như là cúng dường, mình phóng là cho đi. Sanh là để cứu. Sanh để cứu bạn. Thì cái cách phóng sanh thì em thấy những cái phóng sanh như thế này mà em không phải không bao giờ làm. Nhưng phải là em thấy thì làm. Còn không phải tự động mình, ví dụ như là mình đặt cái người kia mua cho mình một mớ con gì đó, ví dụ chim hay là con gì đó, ê tôi dặn chị ấy mua giùm tôi 100 con chim nha, để có gì tôi về tôi phóng sanh, đi cài cho đủ 100 chim, bắt người ta đi bắt chim về cho mình để mình phóng sanh. Vì đó, những cái hành động đó thì đối với em cảm thấy nó không có make sense, nó không có đúng. Chẳng thà make sense mình làm những cái bố thí những người xung quanh mình đi, mình thấy ai cực khổ, ai cơ hàn, mình thấy là mình thương là mình phát tâm liền, tại chỗ liền. Anh bà hiểu không? Đó chứ không phải là mục đích của mình đem tiền để mình tới chùa rồi bắt đầu mình cúng cho chùa một mớ tiền, xong rồi bắt đầu cái chùa cũng phải là niệm Phật cho mình, và đồng thời cái đó làm đi tới đầu tư, tôi cúng cái này để mà cho nó tạo cho tôi thêm hen nữa, mà tôi giàu thêm nữa, mà tôi có tiền thêm nữa. Cho nên những cái cách làm từ thiện, cách phong sanh này cũng là cái tay với mỗi người họ có một cái cách. Cách khác nhau. Cái suy nghĩ và cái âm hiểu khác nhau nhiều. Đó là cái niềm tin tôn giáo. Niềm tin tôn giáo. Thì cái điều mà coi như là phóng sanh rồi, cái điều đó là Phật cũng dạy, thì cái mục đích của phóng sanh là để làm gì? Để mở cái lòng từ bi của mình. Biết thương yêu chúng sanh. Biết thương người, biết thương vật. Đó được gọi là phóng sanh. Nhưng mà khi anh không có những cái cảm xúc đó, ví dụ như anh thấy coi như một cái lòng tim mà nó đang bị nhốt như vậy. Thì anh cảm nhận tới cái vấn đề là nó đã bị mất cái tự do trong cuộc sống. Nó bị mất cái cuộc sống hạnh phúc của nó. Thì tự khi mà mình nghĩ như vậy, mình cảm thấy mình xúc động. Mình giả sử như mình đặt mình ở trong lòng đó thì sao? Đúng rồi, phải không? Mình phải đặt vấn đề mình như vậy mình không thể chịu nổi đâu. Tại sao mình đặt tâm ngay lúc đó, anh làm liền ngay lúc đó liền. Tại sao mình không chịu nổi mà lại tại sao coi như là nó là coi như nó chịu nổi, mà tại sao nó không chịu nổi, tại sao mình không giúp nó, phải không? Thì như vậy mình xúc động. Và chính cái xúc động này nó mở ra cái hạnh phúc cho những người xung quanh. Cái xúc động này nó đưa cái trí tuệ của mình phải có những cái nhìn nhận. Bây giờ giải cứu con chim này đó là cái trí, phải không? Bây giờ mình không có tiền để mà coi như là mua cái này để giải cứu, phải không? Nếu mà mình thương quá đi, phải không? Mình có thể là tôi bán bà cái đôi giày này đi, phải không? Hoặc là bán cái đồng hồ đi để tôi giải cứu con chim, phải không? Như vậy tức là mình đã thực hiện được cái điều ý nguyện của mình. Cái lòng thương của mình không phản bội là cái lòng thương của mình. Như vậy cái ý của phóng sanh là như vậy.
Chứ không phải nói bây giờ tôi mua mới, tôi thấm lên đó rồi coi như là tôi được ghi vào, ghi vào xong lại coi như là một thứ là giấy tôi được lên thiên đàng vậy. Thấy không? Cái đó là cái sai lầm. Nhưng mà qua đây mấy anh em Bình Huỳnh, wow, ngồi đây mà tâm sự như vậy mà cái 25 phút là đánh bài. Rồi xin hôm nay ba anh em Bình Huỳnh cũng ngẫu hứng nghiệp với lại Tám lên thăm anh Năm, thăm bà nội. Rồi chú Tám thì chạy vô bộ tấp nhang trong nội. Thì và ba anh em ngồi ăn trưa đây. Rồi chú Tám ăn đi ăn chay nhà cô Chính. Thôi video của ba anh em Bình Huỳnh hôm nay tâm sự có chia sẻ chuyện đời, chuyện đạo lý chút xíu. Và ba anh em Bình Huỳnh có lỡ có điều gì mà sai sót đó thì mong đại gia đình của mình cũng niềm tin bỏ qua cho anh em Bình Huỳnh nha. Trước khi chào tạm biệt các bạn, cho Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Đúng rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Cũng thông cảm, coi như là mình đã bàn ra cái những cái đề tài này là trong cái suy nghĩ và cái ý của mình. Yeah. Chứ mình không có cái ý là nhảy vô. Không ý xúc phạm tới mọi người. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.